xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kisato đang có mặt tại thành phố Hải Dương. Hôm nay thì trước một buổi đổ bê tông cho mái tầng 2 mọi người nhé, tại thành phố Hải Dương. Và mọi người có thể nhìn đây là hôm nay thì một cái công trình nhà phố dạng tân cổ một chút, có diện tích sàn trên 60m2 mà chúng tôi đang thi công trọn gói, chìa khóa trao tay ở đây mọi người nhé. Thì hôm nay thì ngoài cái việc là có một bạn giám sát cùng với đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ thợ chuyên nghiệp làm dưới công trình, thì tôi vẫn phải xuống đây để giám sát lại với anh em, để gọi là người thứ ba, để xem anh em làm như thế nào, có đạt tiêu chuẩn hay không. Đó, thì tôi có mặt ở đây và lý do hôm nay tôi cũng chia sẻ cho mọi người về cái video này, để cho ai, những người mà đang chuẩn bị làm những công trình nhà phố liền kề, chúng ta có thể tham khảo cách làm của chúng tôi. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là tí nữa sẽ đổ bê tông. Dưới kia mọi người nhìn thấy là xe cẩu, xe bồn đang chờ rồi, và chúng tôi đang hoàn thiện nốt những công tác cuối cùng. Thì công trình nhà phố này có mặt tiền chỉ có 4m thôi, và chiều sâu là 13m. Đó. Và có những cái vị trí rất là đắc địa. Một bên là giáp nhà, còn hai mặt còn lại thì giáp trụ sở đảng ủy rồi các thứ thoáng mọi người ạ. Ở đây là căn góc, căn cuối cùng luôn. Đó. Thì khi mà thi công cái công trình này thì chúng tôi được rất nhiều các cái lợi thế từ việc là thoáng một bên. Đó, thi công rất là dễ. Nó có khó khăn một chút là thi công phần tiếp giáp. Thì hôm nay thì mọi người có thể nhìn thấy là phần tiếp giáp thì chúng tôi có dùng những cái tấm xốp này. Đây, bác dùng những cái tấm xốp để chúng ta tiến hành đặt vào phía bên mép để tạo ra cái khe lún giữa hai nhà, tránh nó kéo nhau mọi người nhá. Đó, cái xốp này thì chúng tôi mua ở ngoài thị trường thì nó là có độ dày là 2 phân. Đấy là khe lún. Bình thường thì các bạn làm những cái rất là sơ sài, những cái vỏ bao, vỏ bếp các thứ thôi. Nhưng đây thì chúng tôi phải dùng xốp toàn bộ. Đây mọi người nhìn đây, tí chúng tôi sẽ giải hết xuống này. Nó sẽ là một cái lớp ngăn cách nhé mọi người. Đó, giải hết xuống toàn bộ xuống phía dưới đó. Ok, thì đấy là cái phần xử lý tiếp giáp với nhà bên hông này. Thì trước khi thi công thì nhà bên hông này chúng tôi cũng phải chụp ảnh lại toàn bộ. Đấy, ký biên bản với chủ nhà xem hiện trạng bên này như thế nào, để sau khi thi công công trình này xong thì bên này nó có ảnh hưởng gì không. Đấy là cái cách làm việc mọi người nhé. Và như bao công trình khác thì công trình này chúng tôi sẽ cùng đi nghiệm thu cho mọi người xem về sắt thép, đấy, về cốt pha, về công tác dọn vệ sinh. Đấy, cũng là để cho giờ cái tài liệu sau chúng tôi sẽ ghi nhận lại, đấy, trong quá trình thi công và gửi cho chủ nhà xem. Đấy, để chủ nhà có thể theo dõi cùng một thời gian chúng tôi xem nó gặp những vấn đề ở đâu chẳng hạn. Ok, đầu tiên thì các bạn hãy ra phần phía ngoài cùng với chúng tôi này, ở trên mái tầng 2 này, hay gọi sàn tầng 3, thì phía bên ngoài có một cái ban công. Đó, bên ngoài có một cái ban công. Và ban công này thì là cái con sơn mọi người nhá, con sơn. Thì mọi người có thể nhìn thấy là ở đây có hai cái rầm đua ra con sơn này. Đấy, ở đây thì chúng tôi đang thiết kế là 1m3. Đó, đua ra 1m3. Thì chúng ta có hai cái rầm giống nhau, bên dạng giống nhau. Thì mọi người có thể đi ra đây xem với chúng tôi cái sắt mà chúng tôi đang sử dụng ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có 6 thanh sắt Phi 20 và là sắt Hòa Phát CB400 mọi người nhé. CB này thì chuyên dành cho nhà cao tầng. Ở đây thì chúng ta chỉ có 5 tầng một tum thôi, nhưng chúng tôi cũng lựa chọn cái dòng thép cao cấp này cho chủ nhà. Đó, mà các bạn dùng thì chắc ít khi dùng cái CB400, tại vì cũng ít có nơi bán lắm các bạn ạ. Thì hai thanh thép trên là đều phải bẻ mỏ xuống dưới mọi người nhé. Còn các thanh dưới thì chúng ta phẳng thôi. Đó, có 6 cây. Đấy, dầm con sơn đua ra ngoài nên là nó nhiều thép một chút. Đấy, bên kia cũng tương tự như vậy ạ. Ăn dầm bên ngoài này thì chúng ta chỉ có 4 cây thôi. Đấy, còn thép ở trong đây thì chúng ta cũng có 6 cây, nhưng mà 3 trên, 3 dưới, nhưng mà nó sẽ có những cái cây tăng cường thôi. Đó. Ở đây thì dầm của chúng tôi được thiết kế với chiều cao là 35 phân. Và sàn được thiết kế là sàn 12, nhưng mà trong quá trình làm thì sàn sẽ có thể lên là 14 phân mọi người ạ. Đấy, khi đi kiểm tra một cái sàn như thế này thì chúng ta cần phải lưu ý những điều sau. Đấy, lưu ý những điều sau. Chúng ta phải kiểm tra xem là, một này, là có đủ cây thép không? Có đủ cây thép không? Đây, mọi người, em quay vào đây cho chủ đầu tư cũng như là mọi người xem. Thì ở đây là một cái dầm của chúng tôi này. Theo thiết kế thì dầm này sẽ có hai thép trên là dài, hai thép dưới dài đầy đủ. Thế còn lớp trên thì có hai cây da cường từ cột ra đến gần phía giữa này. Đấy, đây là những cái thanh này này, ở giữa này là nó được cắt đi, bởi vì theo mặt cắt chúng tôi chia làm 3 mặt cắt. Đấy, thì hai mặt cắt ở đây thì có 3 cây trên, 3 cây dưới. Mặt cắt bên này cũng tương tự. Còn ở giữa thì nó có 2 cây ở trên và 3 cây ở dưới. Đó, thì nhiều khách hàng
làm với chúng tôi thì nếu mọi người không đọc bản vẽ thì mọi người nối thẳng luôn, mọi người không cắt ra như thế này, mọi người nối thẳng nó vào đó thì nó sẽ gây ra lãng phí và nhiều khi nó còn không tốt đó mọi người nhé. Thế còn ở dưới thì là thép cũng tăng cường đỡ cho phía dưới và dài gần đến đầu cột đó. Thì chúng ta đã nhờ đến các cái chuyên gia rồi thì chúng ta chỉ việc làm theo thôi. Chúng ta đừng nên sáng tạo quá, chúng ta cũng đừng nên là cho nhiều quá vào, nó cũng không tốt mọi người ạ, cũng không tốt. Đấy, còn phía bên trên đây, đấy, đầu tiên là kiểm tra về cái số lượng thép và dầm nhá. Đấy, cái thứ hai là về cái cắt thép. Đấy, cái thứ ba là về cái bẻ mỏ này. Đấy, mọi người nhìn thấy cái các cái mỏ chúng tôi bẻ hết xuống phía bên dưới này. Đấy, lớp trên là bẻ mỏ hết xuống phía bên dưới này. Đấy, và lớp dưới là thẳng hết. Đó. Thì đấy, kiểm tra về cái kỹ thuật xem được chưa. Đấy, rất là ok rồi. Nhìn dầm rất là vuông nhá. Đó. Đủ chủng loại này, đủ số cây này. Đấy, đủ về kỹ thuật buộc này. Chúng ta sẽ kiểm tra về dầm, chiều cao dầm này có đủ không, chiều rộng dầm có đủ không. Đấy, đấy là cái thứ ba về kiểm tra thép dầm. Đấy, và cái thứ tư thì chúng ta sẽ kiểm tra đến thép cột. Thép cột thì mọi người kiểm tra là xem thép cột có đủ thép không, có đủ cây không, đủ 6 cây cột không, và nó được định vị đúng vị trí đó chưa. Đó, đúng vị trí đó chưa. Đấy, đấy là vị trí dầm nhá. Thế còn chúng ta kiểm tra đến sàn. Sàn đây thì đã đi đủ 2 lớp phi 10 chưa? Khoảng cách này đã là A150 hay A200 mọi người nhé, theo bản vẽ thiết kế thôi. Đấy là kiểm tra sắt sàn. Và sắt sàn này chúng ta kiểm tra thì có phải là lớp ngắn đặt ở phía bên dưới, dài đặt ở phía bên trên không? Đó, thì ở đây mọi người nhìn thấy là hoàn toàn đúng rồi mọi người nhé. Nó sẽ chiều này là chiều ngắn này, chiều này là chiều dài này. Đó, lên bên trên thì nó sẽ đảo ngược lại. Và đây là thanh sắt dầm này mọi người nhé, sắt sàn này nó cũng phải bẻ bỏ y như dầm nhá, phải bẻ bỏ y như dầm nhá. Đó, thì đấy là kiểm tra về cái sắt thép. Đấy, kiểm tra về dầm. Ok, và chúng ta đi ra đây kiểm tra về cái thang máy này đi. À, tiện đây thì chúng ta phải kiểm tra luôn cái phần kê, con kê. Đấy, chúng ta dùng 100% là con kê bê tông này. Đấy, con kê bê tông này, mọi người nhìn thấy không? Con kê ở đây là 7 phân, con kê 7 phân nhá. Đấy, đây con kê 2,5 phân để tránh tiếp xúc giữa cái phần thép này và cái phần sàn cốt pha. Đấy, chi phí mua con kê thì thực ra nó cũng không đáng bao nhiêu. Chúng ta nên mua con kê như này, nó sẽ chắc chắn, nó định vị tốt hơn và nó đồng chất liệu với bê tông mọi người nhé. Tránh dùng những viên đá viên gạch thì nó không hay đi. Đấy, bởi vì nó cũng không tốn kém chi phí bao nhiêu mà nó mang cho chúng ta cái chất lượng thực sự là bền, thực sự là bền. Cốt pha, đấy, cốt pha thì chúng ta kiểm tra xem là cốt pha này nó đã cách so với cái lớp thép này chưa. Thì còn phải con kê ở đây này. Đó, để cho nó cách hẳn ra, không sau nó bị cháy thép. Đổ bê tông xong rồi nó sẽ lộ thép. Thế rồi chúng ta kiểm tra về cái gông chống của cốt pha, để tránh cho cái việc là cái thành này nó bị bung ra mọi người nhé. Tránh cho cái việc là cái thành này nó bị bung ra thì lúc đấy dầm nó sẽ bị phình. Đó, nên là cái gông chống này cũng rất là quan trọng này. Đấy, gông cái thằng kia, thằng này cho nó cố định vào, đấy, bê tông nó ép ra là ok. Đấy, tránh trường hợp mà nó nở ra nhiều quá là hỏng mọi người nhé. Đó, thì trong một cái sàn là rất nhiều thứ để cho chúng ta kiểm tra. Đó, từ số lượng thép, kỹ thuật thép, rồi đến con kê, rồi đến dầm, sàn. Đó, sau khi tất cả xong mọi thứ thì chúng ta sẽ tiến hành là dọn vệ sinh. Đấy, mọi người nhìn đang rất là bẩn đúng không? Sau chúng ta phải tiến hành là bơm nước cho nó sạch đi. Đấy, bơm nước cho nó sạch đi, nó trôi hết đi. Sau đó là chúng ta mới tiến hành đổ bê tông mọi người nhé. Sau đó chúng ta mới tiến hành đổ bê tông. Đấy, đổ bê tông thì khi đổ bê tông thì chúng ta phải lấy mẫu bê tông này, kiểm tra độ sụt này. Đó, kiểm tra độ sụt thì chúng ta mới tiến hành đổ. Đấy, thì một trong những cái điều bắt buộc khi thi công giữa hai nhà là chúng ta phải để khe lún. Đấy, nếu mọi người không có khe lún thì sau bên kia nó lún nữa, hoặc bên này nó lún xuống thì nó sẽ gây ra là gãy nhà. Đó, gãy cho nhà bên này hoặc gãy cho nhà bên kia, nó sẽ kéo mọi người nhé. Đó, rất đẹp, thì rất là vinh dự khi Kisato được thi công trọn gói thiết kế toàn bộ cho gia đình nhà chú Nam tại thành phố Hải Dương. Đó, khi mà chúng tôi ký hợp đồng thì chúng tôi rất rõ ràng về cái quy trình làm việc, về đội ngũ thợ chuyên nghiệp tay nghề cao ở đây, về đội ngũ kỹ sư giám sát hiện trường, và đặc biệt hơn cả với những cái thứ đó thì chủ nhà đã rất là yên tâm về kỹ thuật rồi, về mỹ thuật rồi. Và bên cạnh đó thì chúng tôi có một thứ mà không thể không rõ ràng với chủ nhà, đó chính là vật liệu. Đấy, chúng ta phải rõ ràng cái vật liệu trong cái hợp đồng của chúng ta, ví dụ như là từ thép loại gì, bao nhiêu,
và dùng cát loại gì, đá loại gì, xi loại gì, gạch lát nền loại gì, mái loại gì, mọi người sơn loại gì đó, để trong quá trình thi công thì chúng ta tránh những cái vã ra mọi người ạ. Và chủ nhà có cơ sở để kiểm tra về kỹ thuật, về mỹ thuật và về vật liệu và công trình nhá. Thì những cái đấy là cái tối ưu. Rất nhiều người đang lo sợ là thế nếu thi công chọn gói thì các chú có thể bớt thép của chủ nhà đi, các chú có thể dùng những cái vật liệu khác. Thì chúng tôi xin thưa với quý vị và các bạn thì gần như bây giờ nó rất là ít, không thể nói là không có. Có những cái đơn vị không làm hẳn hoi rồi họ thế này họ thế kia thì chúng tôi không nói đến. Nhưng khi mà chúng tôi chào cái hợp đồng thi công chọn gói thì những cái phần chi phí đó đã được tính trong đây rồi. Nên là chúng tôi chỉ cần là làm đúng, làm đủ, làm chính xác, không xảy ra lỗi gì là chúng tôi đã có lợi nhuận về cho công ty. Đấy, trừ trường hợp là chúng tôi làm lỗi thôi. Đấy mọi người nhá. Và khi mọi người thuê hợp đồng thi công chọn gói thì chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều thời gian để chúng ta làm các cái công việc khác. Chúng ta chăm lo gia đình, chúng ta kiếm nhiều tiền hơn là cái việc chúng ta không có chuyên môn. Chúng ta đi giám sát những cái công trình như này. Đấy, chúng tôi bao nhiêu năm rồi đau đầu, tóc bạc để làm những cái việc này thôi. Thì hãy để cho xã hội phân công mỗi người làm một việc và chúng ta tin tưởng vào những cái chuyên gia thì chúng ta sẽ có ngôi nhà đẹp, có ngôi nhà tốt. Chỉ cần chúng ta luôn luôn là kiểm tra lại thêm một chút thôi là chúng ta đã có một sản phẩm rất đẹp rồi. Thì cảm ơn các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ Kisato, đặc biệt là chú Nam nhé. Và video này thì chú có thể nhìn lại hoặc mọi người có thể ghi lại để sau chúng ta cùng nhìn lại quá trình thi công xây dựng một công trình nhà phố của chú Nam tại thành phố Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau về quá trình kiểm tra sắt thép cốt pha bê tông trước khi đổ bê tông nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.